back to my channel, mình là CD. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của mình. Trời, lâu lắm rồi mình mới làm một cái video makeup. Trời, rất lâu rồi đó. Hơn một năm trời mình không có làm một cái video makeup nè. Cho nên là kiểu tự nhiên cái bị nhớ mọi người. Và hôm nay thì nhân dịp thì một hồi nữa mình sẽ đi chơi. Cho nên là mình sẽ makeup và tiện thể thì mình sẽ quay video luôn. Trời ơi, cái chân mày chưa có cạo nè. Trước khi mình bị liếu lưỡi. Ok, bây giờ trước khi mà mình skin care thì mình sẽ cạo cái chân mày. Để xéo mọi người ơi. Đây, để cạo chân mày thì mình sẽ dùng cái con dao này. Trời ơi, chùi liền không thôi là nó dính cái lông mày vô mặt, hiểu không? Nè. Trời ơi, bén liền. Mì dê mau rồi. Trời ơi. Và bây giờ mình sẽ skin care nha. Thì do là đi chơi buổi tối một chút xíu thôi, cho nên là mình không có xài serum. Tại vì makeup cũng dày á, cho nên là kiểu mình sợ xài serum rồi kem dưỡng, kem chống nắng đồ này kia, nó cũng sẽ làm cho da mình nó bị bí lỗ chân lông á. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ chỉ dùng kem dưỡng thôi. Kem dưỡng hôm nay mình dùng là của I'm From Vitamin 3 Gel. Chờ mình dùng cái này được một tháng rồi. Mà dùng mùa hè rất là ưng luôn á mọi người. Thì mình sẽ dùng tăm bông. Và mình lấy cái kem ở trong này ra. Ok. Nếu mọi người chỉ cần chét một chút xíu lên thôi á là nó đã gọi là rất là ẩm ở trên mặt rồi á. Còn nếu mà mùa hè á thì mọi người có thể bỏ cái vitamin 3 này vào trong tủ lạnh á mọi người. Thoa lên mặt á nó sẽ có một cái cảm giác rất là mát lạnh, mặt hè sảng khoái á. Với lại kiểu mùa hè á thì nó rất là nóng bức đúng không? Nó là dạng gel á mọi người, cho nên là nó sẽ nhẹ nhàng cái khuôn mặt hơn, nó thấm rất là tốt. Mọi người có thoa bao nhiêu lớp đi chăng nữa thì nó cũng sẽ rất là thấm lên trên mặt của mình. Thật sự luôn á mọi người, cái bước skin care trước khi makeup á chiếm khoảng 80% là nó sẽ quyết định là cái lớp makeup của mọi người đẹp hay không. Nếu mà cái kem dưỡng của mọi người á nó không có thấm vào da, nó cứ ẩm ở trên mặt á thì nó sẽ làm cho cái nền của mọi người nó bị trượt nền, hoặc là kiểu mấy kem dưỡng mà nó đặc quá nó sẽ làm cho cái lớp nền của mọi người nó bị mốc đi á, nó sẽ bị mốc mấy cái kẽ khóe mũi nè hoặc là khóe mắt này kia, nói chung là nhìn nó bị già đi á mọi người. Nè mọi người có thấy không, nó thấm vào da rất là ok luôn. Cái kem nắng mình dùng là của Anessa. Đây là cái tuýp thứ mấy ta? Mình qua Nhật 3 năm. Đây là cái tuýp thứ 6, thứ 7 gì mà mình dùng rồi đó mọi người. Công nhận luôn. Là hồi bữa nha, hè về thì nhà mình đi biển Nha Trang. Thì mọi người biết rồi, đi biển mà cái giờ 1-12 giờ trưa là xác định luôn là đi về là da sẽ giống như là vừa mới được nướng mực xong vậy đó. Cho nên là mình đã gọi là sức kem chống nắng này kia rất là đầy đủ. Nhưng cái này nó đắt mà mọi người, cái kem chống nắng này nó đắt mà, cho nên là đâu thế nào mình dùng cái này để mình xức cho body được. Còn body á thì mình dùng cái kem chống nắng này khác. Nhưng mà mọi người biết khi mà đi tắm biển xong về á thì cái mặt của mình nó không có bị đen, mà cái người của mình á nó in nguyên một cái hình của cái bikini luôn á, cái độ tắm của mình á đó. Cho nên là đó là cái bằng chứng cho cái việc là cái kem chống nắng này nó rất là bảo vệ da mình với nắng rất là tốt luôn á mọi người. Kiểu cái da body mình xài cái kem chống nắng khác thì nó đen, còn cái mặt mình thì nó trắng hơn cái người của mình. Đó chính là cái bằng chứng cho cái việc là Anessa gọi là đỉnh của chóp trong cái việc mà chống nắng luôn. Trước khi dùng vô cái điểm thì mình sẽ dùng cái này để gọi là trung hòa cái màu thâm đó. Cái này trước khi dùng á là phải lắc lên, tại vì nó không lắc lên á khi mà mở ra nó bị chảy nước.
mọi người lấy một xíu thôi nha. Đánh dây khuyết điểm thì mình nghĩ là mọi người đã đánh bằng cọ thì nó sẽ đẹp hơn. Và đây là cái cọ, thì mọi người dùng cái cọ này nè mọi người. Cũng đánh mấy cái chỗ khuyết điểm rồi này kia nó sẽ chắc cái chỗ đó hơn. Tiếp theo thì mình sẽ dùng concealer để mình đè lên cái chỗ quần thâm đó. Mình sẽ dùng cái kem che khuyết điểm của The Same, kem che khuyết điểm quốc dân ai cũng biết rồi đúng không? Khi mà đánh bằng cọ thì mọi người dậm thế này nè, chứ mọi người đừng có kiểu kéo ra nha. Ta-da, mình đã che khuyết điểm xong rồi nè. Và bây giờ mình sẽ che thêm mấy cái nốt mụn nữa. Ok, mình đã che xong khuyết điểm rồi. Và bây giờ mình sẽ đánh nền. Đây là cushion mình xài của The Face Shop. Cái tên của nó khó đọc lắm mọi người. Yawadam Hoang Shin Go BB Cushion màu 23 Natural Beige. Một cái cách đánh nền rất là đẹp mà mình đã học được từ mấy cái chị YouTuber, beauty blogger, là khi mà mình lấy cái này xong mình đừng có apply thẳng lên mặt, mình sẽ đánh ra ở ngoài này để cho giống như là nó lấy bớt cái phần kem đi. Thì khi mà mình đánh lên nè, mọi người thấy không, khi mà mình đánh lên á thì nó sẽ nhẹ cái nền hơn á mọi người. Nó sẽ làm cho cái nền của mình nó không có bị quá là dày. Mọi người đừng quên đánh ở dưới phần cổ nữa nha, không thôi là nó sẽ bị chia thành hai màu cái phần mặt với phần cổ đó. Đây là finish lớp nền của mình, khá là ok. Phấn phủ là một bước rất là quan trọng sau khi mà chúng ta đánh nền, để cho giống như là nó khóa, nó giữ cái lớp makeup của mọi lớp nền của mọi người lại. Ok, đây là loại phấn phủ mình xài của Innisfree. Nhưng mà có một cái khuyết điểm của cái phấn phủ này, lấy phấn rất là cực nha. Kiểu như là mình phải đổ phấn là cái nắp gì nè. Đây là những cái chỗ mà mọi người cần phải phấn phủ. Chỗ nào mọi người đánh cho khuyết điểm thì mọi người phủ phấn lên cái chỗ đó. Và hai cái lông mày, khi mà mọi người skin care thì nó bị trơn cái chỗ chân mày rồi. Khi mà một hồi thì mọi người kẻ cái chân mày nó sẽ không có giữ được lâu. Kiểu cái chân mày của mọi người, cái viền nó sẽ không có được sắc nét á. Cho nên là mọi người phải phủ cái phấn lên cái chân mày một hồi là mọi người kẻ cái chân mày nó sẽ là siêu bén luôn. Phủ phấn lên cái vùng chữ T nè, cái vùng mà hay bị đổ dầu nhất. À, mình thì hay phủ ở cái phần cằm nữa. Ai mà cái eyeliner thì mọi người nhớ phủ ở cái phần đuôi mắt này nữa nha. Thì nó sẽ giữ cái eyeliner của mình lâu hơn. Tại vì da của mình mà tiết dầu ra thì cái eyeliner nó cũng sẽ bị lem, nó bị trôi á. Chứ bây giờ chúng ta sẽ kẻ chân mày. Cái chân mày mình dùng là cũng là của Innisfree luôn. Đây là cây thứ N mình dùng rồi mọi người ơi. Màu số 5. Trước khi mà kẻ thì chúng ta phải chải cho nó theo một cái chiều chân mày nha. Bình thường mình kẻ chân mày á là mình sẽ kẻ cái phần đuôi ở dưới trước. Đó, cho nó như là nó định cái chân mày lại. Xong rồi sau đó mình mới kẻ cái phần ở trên. Cái phần đầu chân mày á, nó sẽ, mà lấy cái cây này nè, nó sẽ bằng từ cái khóe môi lên trên cái cánh mũi để lên. Đó, thấy không? Cái mọi người quẹt một đường để đó là mọi người biết là cái đầu chân mày của ta ở đây nha. Chúng ta sẽ tô nhẹ cái phần đuôi. Còn cái đuôi chân mày á, thì đẹp nhất á, đó chính là từ cái nhân trung của mình. Mọi người đo lên, xong rồi chéo với cái đuôi mắt. Đó, là một cái đuôi chân mày phù hợp. Bản mắt hôm nay mình dùng Peri Pera. Bản này hồi mình mua ở Việt Nam. Nè nè mọi người thấy không? Trời ơi siêu xinh luôn. Được cái màu nó rất là nhẹ nhàng. Mình sẽ lấy màu này làm lớp base nha.
Sau đó thì mình sẽ lấy cái màu nhũ này đánh lên cái bầu mắt của mình. Đây, mình sẽ dùng cái màu này để mình nhấn cái đôi mắt nha. Mình thấy cái bảng này vừa tiện vừa rất là ok. Kiểu những cái màu ở trong này mọi người cũng có thể đánh má hồng nữa. Bây giờ mình sẽ eyeliner. Thì đây là cái eyeliner mình dùng, Harry Make của hãng Kiss Me của Nhật. Trời ơi, lẹ lên, mình sắp trễ rồi mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ đánh má hồng. Đây là má hồng mình dùng, đây là của hãng Etude, màu Order 202, Sweet Color Candy. Thì bản contour thì mình sẽ dùng bản contour này của 3CE. Bản này là quá là đình đám luôn rồi. Mình sẽ dùng cái màu này và mình sẽ đánh cái khóe mũi. Tại biết sao không? Phận mũi tẹt đó, trời ơi. Mặc dù là mũi tẹt nhưng mà mình không có ý định là mình sẽ đi làm mũi á mọi người. Tại vì cái thứ nhất là mình sợ đau, cái thứ hai là mình thấy như vậy thì nó cũng rất là ok đối với mình rồi á. Cái quan trọng là cái mindset của mình thôi. Mình thấy nó ổn thì nó sẽ ổn đó mọi người. Mình cứ tự tin thôi. Mọi người biết sao không? Thường á là chỉ có một mình mọi người cảm thấy là cái đó nó xấu thôi. Còn khi mà người ngoài người ta nhìn vào á, người ta sẽ không có để ý đâu. Tại vì do là mọi người thấy nó xấu, cho nên là cứ mọi người nhìn mọi người mỗi ngày á, nhìn vào trong gương là mình cứ thấy đúng cái khuyết điểm đó của mình thôi. Cho nên là mọi người phải biết là chấp nhận cái khuyết điểm và mình yêu cái khuyết điểm đó của mình. Cái lúc nào mà mình yêu được thì mình yêu, còn cái lúc nào mà mình không yêu được á thì mình make up nè, mình che lên. Thấy không? Tự nhiên cái mũi nó cao lên. Thấy ghê không? Khối rồi đúng không? Thì mình sẽ highlight nữa. Mình sẽ tạo một cái ở đây, một cái ở đây, một cái ngang ở chữ T trên này và một cái ở trên gò má dưới cái lông mày. Một chút ở cằm. Mọi người muốn mà nó bật cái nguyên cái mặt của mọi người lên á, thêm ở đây nữa nè. Bây giờ sẽ tới bước cuối cùng thôi, là cái bước đánh son Roman màu 24 để làm lớp nền cho cái môi của mình. Màu Sunny Cali của Ophelia. Mọi người biết sao không? Ở trên cái thân này nè, mình mua ở Lam Thảo. Thì ở trong Lam Thảo ấy, nó có khắc tên trên son miễn phí nữa. Và mình đã khắc tên mình nè mọi người. Màu này thì nó đậm hơn, mình sẽ dùng để đánh lòng môi. Ok, vậy là đã xong cái make up hôm nay rồi. Và bây giờ mình sẽ đi thay đồ thôi. Trời ơi, trễ giờ rồi đi. Ta-da, mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Và bây giờ mình sẽ đi chơi. Outfit hôm nay của mình rất là đơn giản. Một chiếc áo thun và một chiếc váy tennis. Hi, tạm biệt mọi người. Bây giờ mình sẽ đi chơi đây. Và mọi người có thể follow Instagram của mình ở đây. Đừng quên nhấn cho mình một like và một subscribe để theo dõi những video tiếp theo của mình. Đồng thời click vào cái chuông bên cạnh để khi mà mình ra video thì mọi người sẽ không bỏ lỡ bất kỳ một video nào của mình nha. Cảm ơn mọi người lúc nào cũng theo dõi video của mình. Love guys.